Thưa quý vị và các bạn, với hơn 8.500 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thời gian qua các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực vào cuộc huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ giúp các em có thêm một mùa xuân ấm áp. Ban thường vụ tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch thăm và tặng quà Tết cho trẻ em khó khăn, tích cực vận động xã hội hóa, huy động các nguồn lực để chăm lo cho học sinh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học. Điển hình là huyện đoàn Simacai phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình Xuân ấm Simacai huyện đoàn bát sát tổ chức chương trình đông ấm vùng cao đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình xuân biên cương ấm lòng dân bản qua các chương trình hàng nghìn phần quà được trao tận tay trẻ em nghèo trẻ em yếu thế vùng cao vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số góp phần sẻ chia khó khăn giúp các em thêm niềm vui đón tết cố gắng vươn lên trong cuộc sống học tập